Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu Liên Quân Garena nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Chrome này. Rồi thì sau khi các bạn đã vào ứng dụng Chrome rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm vào tìm kiếm hoặc nhập URL. Các bạn nhập là garena.vn nha. Sau đó các bạn bấm vào đi cho nó vào cái trang web này. Rồi bước này các bạn bấm vào ba gạch ở góc trên bên phải chỗ đây nha. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào tài khoản. Rồi bước này các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu Garena Liên Quân của bạn vào đây. Rồi thì sau khi mình đã nhập tài khoản mật khẩu rồi á, bước tiếp theo mình bấm vào đăng nhập ngay. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái hình tròn ở góc trên phải màn hình chỗ đây nha, nhỏ nhỏ này. Rồi sau đó các bạn bấm vào thay đổi mật khẩu. Sau đó các bạn bấm vào cái mục bên đây nha. Rồi bây giờ nó để này, đổi mật khẩu này. Nhấn nút lấy mã ở dưới để nhận được mã xác nhận qua tin nhắn SMS. Lưu ý đối với mạng Việt Nam Mobile, quý khách sẽ nhận được cuộc gọi thoại nhận mã OTP. Thì bước này các bạn bấm vào lấy mã nha. Rồi vậy là mình đã có cái tin nhắn gửi về trong phần tin nhắn này. Thì mình sẽ vào đây xem cái mã nha. 196161. Rồi bây giờ mình nhập vào trong cái phần đây. Mình bấm chỗ đây nhanh nha, từ tin nhắn này 196161 này. Sau đó mình bấm vào xác nhận. Rồi bây giờ là cái bước các bạn đổi mật khẩu nha. Cái mục đây là các bạn nhập cái mật khẩu hiện tại nè. Sau đó các bạn nhập mật khẩu mới và các bạn nhập lại cái mật khẩu mới nha. Rồi thì sau khi các bạn đã nhập mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm vào thay đổi. Sau đó nó để là bạn đã đổi mật khẩu thành công nha. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu Liên Quân Garena. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.